Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tùng. Thì có thể là hôm qua, hôm nay, hôm kia thì anh em sẽ thấy mình đang không lên được nhiều video mới bởi vì mình còn bận một chút việc. Thì tuy nhiên hôm nay mình sẽ cập nhật cái video cho anh em. Thì cái tình trạng đó chính là đai tài khoản quảng cáo, đai bait giữ tiền thì nó vẫn xảy ra, vẫn thường xuyên xảy ra và nó vẫn tiếp tục xảy ra, và kể cả sau này nó vẫn xảy ra anh em nhé, vẫn xảy ra. Thì làm thế nào để khắc phục trường hợp này? Thì đối với cái thời điểm hiện tại thì chúng ta nên làm thế nào để chạy được quảng cáo? Thứ nhất là các bạn nên mua bait kháng. Nếu như các bạn không có bait thì các bạn nên mua bait kháng. Bait kháng thì các bạn có thể chạy được ngay. Lưu ý cái bait nó phải kháng mới về anh em nhé. Kháng mới về, ví dụ ngày hôm nay nó kháng về anh em mua được, hoặc ngày hôm qua nó kháng về anh em mua được thì anh em chạy quảng cáo không sao. Đấy là vấn đề bait kháng để chúng ta lên được cam. Cái thứ hai là vấn đề bait mới. Bait mới thì cần 24 giờ. 24 giờ thì các anh em lên cam thì nó ok. Điều kiện lên cam là chúng ta sẽ đăng bài lên trên fanpage, hay các bạn còn thường gọi là postbot. Chúng ta sẽ chạy cam postbot thì chạy gì thì chạy, nhưng mà cứ 24 giờ là được. Điều kiện là 24 giờ và bait anh em phải điền đầy đủ thông tin anh em nhé. Cái thứ ba là đối với tài khoản quảng cáo thì bây giờ hiện tại anh em nên dùng ưu tiên đó chính là tài khoản quảng cáo cá nhân. Ưu tiên sử dụng tài khoản quảng cáo cá nhân, và chúng ta sẽ chạy một con via một tài khoản quảng cáo cá nhân chính chủ của nó, đúng không ạ? Nên ưu tiên loại này, không nên sử dụng, đặc biệt không nên sử dụng tài khoản quảng cáo doanh nghiệp vào thời điểm hiện tại. Nếu như đến khi nào ổn định thì mình sẽ báo là tài khoản quảng cáo doanh nghiệp dùng được. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn dùng tài khoản quảng cáo doanh nghiệp, tài khoản gì đi chăng nữa, bên mà kháng hay không kháng, bên mà xác minh doanh nghiệp hay không xác minh doanh nghiệp, thì anh em share cho một cái con via khác, anh em lên cam auto đai, kháng về xong lại đai, kháng về xong lại đai. Đó, thì anh em cần chú ý điều này. Chúng ta không sử dụng tài khoản quảng cáo doanh nghiệp vào thời điểm này. Chúng ta nên sử dụng tài khoản quảng cáo cá nhân. Một cái điều nữa là các bạn nên sử dụng tài khoản quảng cáo, một cái loại tài khoản quảng cáo cá nhân các bạn có thể dùng được, đó chính là tài khoản quảng cáo cá nhân dạng xe. Thì đối với tài khoản quảng cáo cá nhân dạng xe hay tài khoản quảng cáo cá nhân chính chủ, thì khi các bạn add thẻ nó đều xảy ra hiện tượng là không đủ tiền, hay gọi là một là cần xác minh, hai là tạm phê duyệt. Thì anh em chú ý rằng đối với những cái tài khoản quảng cáo có ngưỡng càng cao thì anh em không nên ấn phê duyệt, bởi vì phê duyệt một khoản tạm giữ là nó sẽ phê duyệt chính cái ngưỡng đó. Ví dụ anh em có cái tài khoản 5 triệu đang chạy, tự nhiên nó bắt tạm giữ mà anh em ấn tạm giữ chấp nhận là nó sẽ nó giữ 5 triệu. Cái tiền tạm giữ này nó có trả không? Thì xin thưa, nó có trả, nhưng mà chưa chắc nó đã trả về tài khoản ngân hàng anh em nhé. Chưa chắc nó đã trả về tài khoản ngân hàng mà nó lại trả về tài khoản quảng cáo, thì nó trả về tài khoản quảng cáo 5 triệu mà cái tài khoản quảng cáo nó đai thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Vậy nên anh em cần chú ý điều này. Anh em nên phê duyệt tạm giữ thẻ đối với tài khoản quảng cáo mới chưa có ngưỡng, hoặc ngưỡng 50 đô, hoặc ngưỡng 50.000 thôi. Đó. Một vấn đề nữa là xác minh thẻ, hay gọi là kháng nít ấy, thì cách làm như nào? Thì các anh em cứ add hai cái thẻ vào trong một cái con tài khoản. Đó, thì cái con này nó bị không đủ tiền thì anh em cho con khác, cho con kia. Con A không đủ tiền thì cho con B nên làm phương thức thanh toán chính, xong lại được chạy, nó lại không đủ tiền tiếp thì lại đổi ngược lại, thế thôi. Xong anh em lại không thì anh em lại đá thẻ ra, add thẻ khác. Thì đối với cái thẻ ấy thì anh em nên sử dụng cái loại thẻ mà chưa bùng quảng cáo bao giờ, chưa nợ, hoặc là chưa ở trong tài khoản nợ, hoặc không ở trong cái tài khoản đai, thì nó tránh được cái hiện tượng là xác minh thẻ và giữ tiền, nó chỉ giữ một lần thôi, xong nó chúng ta sẽ chạy được. Ok, thì đây đấy, cập nhật nhanh cho anh em đó. Còn về vấn đề vi phạm chính sách hay không vi phạm chính sách thì lúc này chúng ta không bàn đến, bởi vì hệ thống của Facebook nó đang cập nhật cho nên nó không ổn định. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo.